Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Event Family CZ. Hôm nay Vân mời mọi người cùng Vân tham quan hội chợ Giáng sinh ở Praha, Cộng hòa Séc. Đây là một hội chợ diễn ra hàng năm vào dịp Noel ấy mọi người. Tuy nhiên là năm nay do bị dịch bệnh ấy, cho nên là hội chợ nó không được đông đúc và rộn rã giống như những năm trước. Chỉ có được khoảng hơn chục cái quầy bán đồ lưu niệm, đồ ăn, đồ uống, những cái thứ mà truyền thống ở Cộng hòa Séc ấy mọi người. Rồi bây giờ mời mọi người cùng Vân hãy dạo quanh cái khu hội chợ này, mặc dù hôm nay hơi ít nhưng mà cũng có đầy đủ cả cái mặt hàng cơ bản ấy mọi người. Sẽ có đồ ăn, nước uống và Vân sẽ ăn thử uống thử những cái đồ ăn ở cái hội chợ Giáng sinh này và sẽ đi đến tối luôn, và mời mọi người hãy xem cái đến cuối video nhé. Cảm giác giống như là cái nước hoa quả mình ngâm mà lâu ấy,
kiểu nó bị lên men, nó rất là nghỉ, kiểu nó hơi nghỉ trong người á. Có mật ong này, có anh tao và có côn. Cũng nhiều chắc là cũng sẽ có say say đấy mọi người. Nói chung là đi hội chợ Giáng sinh thì cũng nên thử, có rất nhiều vị hoa quả mà cũng mỗi lần đi nên thử vị khác nhau khá là ngon. Bởi vì cái thời tiết lúc này nó lạnh ấy mọi người, uống vào thì sẽ có cảm giác là ấm, nó nóng nóng ran từ ở lồng ngực trở lên đấy, nó rất ấm cái cổ họng nữa. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. Cái này là tiếng Nhật gọi là Kulobasa. Kulobasa. Mà tiếng Việt chắc là cũng kiểu nhà như xúc xích ấy mọi người. Thấy chưa? To chưa? Đấy. Đây là xúc xích Tây, nó khác với xúc xích Việt. Nó phải to gấp đôi gấp ba xúc xích Việt ấy mọi người. Để yến nào. Con đi. Mẹ kẹp cái xúc xích ra đấy nhờ kìa. Cái bản thân. Mẹ hiểu rồi. Đi hồi chơi mà người đi chơi à, là một phần cũng phải ăn nữa, ăn vặt đấy. À, có nhiều món ngon lắm. Đừng có đắp lượt lượt nữa. Vật cái lớn này không lấy nữa. Có nhiều thứ mình không biết á, có thể không hợp khẩu vị. Nhưng có nhiều thứ mình thử ăn thì ngon lắm. Sao thích ăn? Ở bên trong mà ngay à. Thấy chưa? Nó có những cái như là cái xương sùn đấy, thấy chưa? Đó. Ăn nó giòn giòn sật sật rất là ngon. Nó cũng giống như kiểu là cái dôi sùn của Việt Nam ấy, mà nó không có các cái loài rau như của Việt Nam. Cái chỗ đi bắn nửa cái cùn đấy. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. Giáng sinh từ sáng đến tối, ăn buổi sáng không ăn buổi tối. Đây, đây là hội chợ Giáng sinh sẽ kết thúc ở đây và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Xin chào.